Lunes. No más, te digo cada vez que pasa. Bờ Biển Nga, một cái tên vừa lạ vừa quen với cà phê bóng đá Việt Nam, quen với những người hâm mộ đầu những năm 2000, khi mà Premier League lúc đó là sân khấu của những Salomon Kalou, Didier Drogba, anh em nhà Touré. Bóng đá Pháp thì chúng ta được chứng kiến khả năng ghi bàn đỉnh cao của Gervinho trong áo của Lille, và phần lớn trong số những cái tên mà Cảm vừa đề cập, họ đều có một điểm chung là xuất thân từ lò đào tạo của câu lạc bộ AZ Mimosas, đội bóng thành công nhất lịch sử giải bóng đá quốc gia này. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ hơn thì sau triều đại của những hảo thủ kiệt xuất đó, câu lạc bộ này cũng không thể cho ra lò những cá nhân đủ xuất sắc để kế thừa di sản to lớn mà họ để lại. Từ đó vô hình chung đã kéo cả nền bóng đá tại quốc gia châu Phi này đi xuống trầm trọng, khi gần như AZ Mimosas là nguồn cung cấp cầu thủ tốt nhất và gần như là duy nhất cho đội tuyển Bờ Biển Nga. Hôm nay, các bạn hãy cùng Cảm tìm hiểu về lò đào tạo trứ danh của châu Phi này và vì sao họ không thể cho ra lò một lứa kế cận đầy tài năng. Từ những dân kinh doanh đam mê bóng đá. Bạn có tin được không? Câu lạc bộ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Bờ Biển Nga được thành lập bởi những người không hề có một chút kiến thức bóng đá nào. Họ đều là những doanh nhân. Ngày 1 tháng 1 năm 1948, một nhóm các doanh nhân từ ba quốc gia là Tây Phi, Liban và Pháp đã đứng ra thành lập câu lạc bộ bóng đá lấy tên là AZ Mimosas. Có thể nhìn vào ngày thành lập thì chúng ta có thể đoán được phần nào mục đích của việc làm nên đội bóng này không đơn giản là thỏa mãn đam mê môn thể thao vua, mà còn là để kinh doanh nhờ vào bóng đá. Rất nhanh chóng sau khi thành lập, nhờ vào số tiền khổng lồ đổ vào nên Mimosas trở thành một thế lực thực sự của quốc gia châu Phi này. Họ cùng với một tổ chức thể thao có danh tiếng khác là Africa Sports lập tức trở thành đối thủ truyền kiếp. Đến năm 1963, AZ Mimosas đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên ở hạng đấu cao nhất của Bờ Biển Nga. Chức vô địch này chính là tiền đề cho những năm thập niên 70 cực kỳ vang dội, khi đội bóng có biệt danh là Le Mimos giành 5 chức vô địch trong tổng số 6 mùa đầu tiên, trước khi họ bị Africa Sport làm điều tương tự ở giai đoạn năm 80. Quyết tâm trả thù, ở những năm cuối thế kỷ 20, AZ Mimosas đã có một cuộc cách mạng ở vị trí quản lý đội bóng, khi vào năm 1993, một cựu danh thủ người Pháp là Jean-Marc Guillou, người thường được biết đến là thầy của chiến lược gia Arsène Wenger, đã được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao, kiêm huấn luyện viên và người quản lý tài chính. Cùng với vị chủ tịch là ông Roger Alenan, họ đã lùng sục và đem về câu lạc bộ rất nhiều những cầu thủ tài năng rải rác khắp phi châu rộng lớn, với ý định tạo nên sự thống trị của đội bóng vàng đen tại sân chơi quốc nội. Ngay trong những trận tranh siêu cúp châu Phi giữa AZ Mimosas và Esperance Sportive de Tunis, đội bóng áo vàng đen đã thay thế toàn bộ các cầu thủ trong đội hình. Đa số là những người đã không còn động lực thi đấu hoặc có độ tuổi bằng những cầu thủ rất trẻ, chỉ tầm khoảng 17, 18, 19 tuổi. Số lượng măng non trong đội hình xuất phát nhiều đến nỗi huấn luyện viên đội bạn đã phải thốt lên trước thềm trận đấu: thật là đáng buồn khi phải đá với một đám nhóc. Kèm với một thái độ tức giận vì đối thủ đã xem thường mình, cùng với đó là phần nào cho sự đắc thắng. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính Mimosas mới là đội chiến thắng cuối cùng. Và mãn non năm đó đã có rất nhiều những cái tên sau này trở thành niềm tự hào của cả đất nước Bờ Biển Nga: Colo Torre, Didier Zokora, Siaka Tiene. Lò đào tạo Mimosipcom. Chính bước ngoặt diễn ra vào mùa hè 1993 đó đã thay đổi toàn bộ hệ thống vận hành của AZ Mimosas cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả là nhờ vào lò đào tạo trẻ danh tiếng Mimosipcom, đã được xem là một trong những học viện bóng đá tốt nhất trên thế giới nhờ vào mô hình kết hợp giữa đào tạo chuyên môn cùng với kiến thức văn hóa. Vào thời điểm đó, phương pháp này được xem là vô cùng tiến bộ, vì không ít, hay nói cách khác là rất nhiều lò đào tạo các vận động viên thể thao chuyên nghiệp chỉ chú tâm vào việc đào tạo chuyên môn mà quên mất rằng những kiến thức văn hóa cũng đóng một vai trò rất quan trọng với mỗi cá nhân. Nó mới là thứ giúp các vận động viên duy trì được phong độ đỉnh cao, và cũng là thứ theo họ lâu hơn cả những kỹ năng chuyên môn. Vậy thực sự học viện Mimosipcom và câu lạc bộ AZ Mimosas hợp tác với nhau như thế nào? Với tư cách là học viện bóng đá đầu tiên tại châu Phi, mang trong mình sứ mệnh phải là người tiên phong trong việc đưa nền bóng đá lục địa đen ra thế giới. Chính vì vậy, Mimosipcom đã ráo riết tìm kiếm những tài năng nhí và trao cho chúng những điều kiện tốt nhất để phát triển. Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào chức vô địch CAF Champions League năm 98, AZ Mimosas còn được hưởng lợi nhiều hơn, không chỉ từ chức cúp được bổ sung vào phòng truyền thống, mà nó còn là mối quan hệ với các câu lạc bộ châu Âu,
Trong số đó, có câu lạc bộ của Bỉ là Bierven, khi họ đã để cho những cầu thủ tốt nhất của học viện được phép sang châu Âu chơi bóng, thử sức với môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn. Và thành quả cho sự hợp tác đó chính là chiếc vô địch CAF Super Cup một năm sau mà Cảm đã đề cập ở trên. Mặc dù đã gặt hái được những thành công nhất định, nhưng cả học viện và đội bóng đều có cho mình ý thức phải giữ đôi chân trên mặt đất. Họ tiếp tục phát triển hệ thống đào tạo của mình, duy trì sự tự tin, lạc quan, nhân từ trong mỗi cậu bé, chứ không chỉ chăm dạy về kỹ năng đá bóng. Mimo Sivcom còn cam kết rằng 100% học viên của họ sau khi đạt được độ tuổi lên 17-18 đều có khả năng nói, nghe, đọc, viết và tính nhẩm. Đây được xem là một bước tiến vô cùng mạnh mẽ để xóa nạn mù chữ ở những quốc gia nghèo khó. Số trẻ em mồ côi không có điều kiện học hành nhiều vô số như tại các quốc gia châu Phi. Còn về mặt bóng đá, 90% học viên đều có thể thi đấu ở hai giải đấu hàng đầu bờ biển Nga, tạo cho họ một nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Trước khi bạn trở thành một ngôi sao bóng đá, bạn phải là một cô bé, cậu bé trước cái đã và cần phải đi học. Chỉ có một điều khác biệt rằng, khi nhìn vào tấm hộ chiếu của các cô cậu bé 13-14 tuổi, nghề nghiệp của tụi nó sẽ là cầu thủ bóng đá. Vì thế, tụi nhỏ chỉ ăn tập bóng đá tầm 1-2 lần trong ngày, còn lại phải dành đến 6 tiếng đồng hồ cho việc học tập. Trích lời ông Benoit Yu, tổng giám đốc của ASEC Mimosa, trong cuộc phỏng vấn với Copa 90 năm 2020. Hãy để cho tụi nhỏ được chơi bóng một cách tự do. Đó là châm ngôn cũng như sứ mệnh của người đã thành lập nên học viện, ông Gilu, khi chứng kiến các đứa trẻ châu Phi gặp phải quá nhiều khó khăn và thiệt thòi. Những vấn đề về tài chính, xã hội phức tạp ở châu Phi khiến cho ước mơ tưởng chừng là đơn giản, đó là được tận hưởng niềm vui cùng với môn thể thao vua, xem ra lại quá xa vời. Con đường sang phương Tây lập nghiệp của các cầu thủ châu Phi ngày càng được củng cố khi mà Arsene Wenger chuyển đến dẫn dắt Arsenal vào năm 1996. Nhờ vào việc cựu huấn luyện viên người Pháp có mối quan hệ rất tốt với ông thầy của mình là Gilu, cộng với việc lan sóng cầu thủ nhập cư đến với xứ sở sương mù nhiều hơn nhờ sau khi giải đấu đổi tên thành Premier League từ mùa giải 92. Arsene Wenger đã giúp rất nhiều các cầu thủ châu Phi có cơ hội đến môi trường khắc nghiệt như Premier League thử sức. Tuy nhiên, mặt hại đã bắt đầu lộ ra trong những năm gần đây, và chính nguyên nhân này đã dẫn đến việc chảy máu tài năng bờ biển Nga sau thời kỳ của những Didier Drogba, Kalou hay anh em nhà Touré. Đó chính là sự hấp tấp và bồng bột của tuổi trẻ. Giấc mơ châu Âu có lẽ là điều mà bất kỳ cầu thủ nào, không chỉ riêng ở châu Phi, muốn chinh phục, được chơi bóng, được thỏa mãn niềm đam mê ở một môi trường tiên tiến bậc nhất thế giới thì còn gì bằng. Nhưng chính những giấc mơ đổi đời hấp tấp, non nớt đã khiến cho các cầu thủ chân ướt chân ráo đặt chân ra sân chơi lớn mà bản thân chưa trang bị đủ kỹ năng. Hệ quả là họ đã bị đào thải bởi sự khắc nghiệt và vô tình của nền bóng đá hiện đại này. Chưa dừng lại ở đó, một số còn có tư tưởng sai lệch rằng mình sẽ không thể thành công hay trở thành cầu thủ nổi tiếng mỗi khi chơi tại quê nhà. Hậu quả đáng buồn là giải đấu quê nhà thì thiếu tính cạnh tranh, chất lượng kém và không thể kéo khán giả đến sân, trong khi những sản phẩm của lò đào tạo thì vẫn quyết bám trụ nơi đất khách quê người, nhất quyết không trở về quê hương mặc dù đã thất bại. Dù vậy, Mimo Sivcom vẫn luôn được xem là niềm hy vọng của cả nền bóng đá bờ biển Nga và phần nào đó là của châu Phi. Tại World Cup 2006, có tới 11 trong số 23 cầu thủ của đội tuyển bờ biển Nga là sản phẩm của lò luyện trữ danh này. Đến kỳ World Cup 2010, con số này tăng lên 12, nhưng chỉ rơi xuống còn 8 cái tên ở ngày hội bóng đá 4 năm sau trên đất Brazil. Những con số không biết nói dối này cho chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng to lớn như thế nào của Mimo Sivcom. Vì vậy, mong rằng học viện của bờ biển Nga và sẽ cố gắng phát huy hơn nữa truyền thống, phương pháp đào tạo để có thể cho ra lò những viên ngọc trai đen cực kỳ sáng giá trong làng tú cầu.